quý vị quay trở lại với mảnh đất thiên trường Nam Định của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, ca khúc mang tựa đề Nỗi Nhớ Thành Nam. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và lắng nghe. Chào kỷ niệm xưa.
Và kính thưa quý vị thân mến, nối tiếp với chương trình ca nhạc ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giọng ca của Phương Thảo với một sáng tác mang tựa đề Vâng ạ. Chiếc khăn piêu, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và lắng nghe. Khăn piêu đời à chị ơi à ơi có phải thân thiết duyên nhau chắc hẳn đây là mối nối duyên nhau thời tôi chờ những tôi mong rừng núi sao không ai trả lời nhắn tin theo chiều gió có phải thắm thiết duyên
Xin được cảm ơn tình cảm của Phương Thảo với một sáng tác vô cùng tuyệt vời. Chiếc khăn piêu đã cùng dành tặng tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã cùng trở về trong chương trình lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, giờ này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình lễ kỷ niệm 17 năm thành lập công ty cổ phần VTV Cup Nam Định xin phép chính thức được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cán bộ công nhân viên của VTV Cup Nam Định thân mến, 17 năm, ngày 15 tháng 6 năm 2002, ngày 15 tháng 6 năm 2019, 17 năm một khoảng thời gian thật dài và có ý nghĩa thật lớn lao. 17 năm đó đã chứng kiến sự trưởng thành và phát triển với bề dày thành tích của một tập thể, một công ty. Vâng, đó chính là Trung tâm Truyền hình Cáp Nam Định, nay là công ty cổ phần VTV Cáp Nam Định. Và kính thưa quý vị, về dự với buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Xuân Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Truyền hình Trả tiền Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VTV Cup Nam Định. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng Giám đốc VTV Cup Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị VTV Cup Nam Định. Và sự hiện diện của các khách hàng, đối tác, cộng sự thân thiết của công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên VTV Cup Nam Định cũng có mặt buổi tối ngày hôm nay. Xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, sau đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Trần Xuân Ngữ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VTV Cup Nam Định sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay để có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn bộ cán bộ công nhân viên VTV Cup Nam Định cùng các cộng sự, thay mặt cho ban giám đốc công ty cổ phần VTV Cup Nam Định, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể cán bộ và các quý vị đã đến dự tiệc kỷ niệm 17 năm ngày thành lập công ty cổ phần VTV Cup Nam Định, 15 tháng 6 năm 2002, 15 tháng 6 năm 2019. Xin gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa các quý vị, năm 2001, công ty thiết bị nghe nhìn Nam Định thực hiện khảo sát nhu cầu giải trí của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Nam Định và xây dựng dự án Trung tâm Truyền hình Cáp trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Đây là một công nghệ mới về lĩnh vực truyền hình nên được lãnh tâm của giám đốc công ty nhằm đáp ứng thị hiếu của khán giả. Ngày 15 tháng 6 năm 2002, Trung tâm Truyền hình Cáp Nam Định được thành lập, đến nay là công ty cổ phần VTV Cáp Nam Định. Tại thời điểm mới thành lập, Truyền hình Cáp Nam Định chỉ có phát sóng được 12 kênh chương trình và diện phủ sóng cũng chỉ đáp ứng được có 6 phường tại trung tâm thành phố Nam Định với vài trăm thuê bao sử dụng. Năm 2008, Truyền hình Cáp Nam Định tiếp tục mạnh dạn đầu tư thêm trang thiết bị phòng máy, đồng thời mở rộng mạng lưới tới 9 huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Và năm 2014, Truyền hình Cáp Nam Định hợp tác với Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cung cấp thêm gói kênh truyền hình chất lượng cao, truyền hình số SD, HD và Internet tốc độ cao, từng bước cung cấp đa dạng dịch vụ từ đó đến nay. Trải qua 17 năm hoạt động, một chặng đường với nhiều sự kiện đáng ghi nhớ
vượt qua những khó khăn vất vả để ngày hôm nay khẳng định vị thế của công ty tại địa bàn tỉnh Nam Định. Đó cũng là nhờ một phần lớn do công lao của các cán bộ công nhân viên, những cộng sự đã nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Xin nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và cảm ơn cán bộ công nhân viên công ty đã đóng góp cho sự đóng góp công sức và đồng hành cùng công ty trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tôi yêu cầu tập thể cán bộ nhân viên trong công ty luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tư duy sáng tạo trong lao động, phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Tôi luôn biểu dương tinh thần làm việc, đó là sẽ là có các cái chính sách đãi ngộ chính đáng cho cán bộ nhân viên nào xứng đáng. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian quý báu đến dự tiệc kỷ niệm 17 năm ngày thành lập VTV Cáp Nam Định. Chúc toàn thể các quý vị sức khỏe, thành công. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và vừa rồi quý vị chúng ta vừa được lắng nghe lời phát biểu của ông Trần Xuân Ngữ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VTV Cáp Nam Định. Và xin để trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên phía màn hình của chúng tôi để rõ hơn về hoạt động của VTV Cáp Nam Định. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Sức mạnh của công nghệ, sức mạnh của đam mê, sức mạnh của tập thể đã tạo nên giá trị của một thương hiệu lớn, VTV Cáp Nam Định. VTV Cáp bắt sóng cảm xúc, kết nối yêu thương, chia sẻ thành công. Trên mỗi chặng đường, lan tỏa mọi khoảnh khắc, VTV Cáp Nam Định gắn kết gia đình. Được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn có nhiệm vụ tuyên truyền tạo định hướng cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác trong tỉnh theo đúng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. VTV Cáp Nam Định đã có những bước đi tiên phong mạnh mẽ để thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Với quyết tâm thay đổi để hội nhập, ngày 15 tháng 6 năm 2002, Trung tâm Truyền hình Cáp Nam Định được thành lập. Đến nay, đổi tên là Công ty Cổ phần VTV Cáp Nam Định. Mục tiêu đáp ứng tất cả nhu cầu giải trí, văn hóa thể thao, khoa học kỹ thuật, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, phải đưa công nghệ truyền hình cáp vào phục vụ đời sống xã hội nhân dân trong tỉnh. Sự ra đời của Công ty Cổ phần VTV Cáp Nam Định đã mở ra một kỷ nguyên mới trong quá trình phát triển của ngành truyền thông tỉnh Nam Định. Để tạo dựng hình ảnh một công ty truyền hình công nghệ cao hàng đầu tỉnh, Ban Giám đốc công ty và cán bộ nhân viên luôn trung thành, kiên trì thực hiện định hướng kinh doanh, lấy khách hàng làm trung tâm và mọi hoạt động đều hướng tới khách hàng. Với tầm nhìn chiến lược và những bước đi vững chắc từ năm 2004 đến năm 2014, Truyền hình Cáp Nam Định hợp tác với Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị tại phòng máy và hạ tầng mạng, cung cấp thêm gói kênh truyền hình chất lượng cao, truyền hình số SD, HD. Sự hợp tác này đã giúp VTV Cáp Nam Định khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng từ nhu cầu giải trí, tìm hiểu thông tin người dân trong tỉnh, đưa tổng số thuê bao đến nay đạt gần 45.000 thuê bao. VTV Cáp Nam Định nhận được sự quan tâm từ phía lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, từ đó tạo dựng nền tảng vững chắc về vốn, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp VTV Cáp Nam Định chủ động khai thác toàn bộ nhu cầu của khách hàng, duy trì 64 kênh phát sóng 24/24 giờ, phát triển dịch vụ mạng GPON để cung cấp Internet. Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự ra đời của nhiều công nghệ truyền hình kỹ thuật số khác, VTV Cáp Nam Định đã mạnh dạn hoạch định chiến lược mới, sử dụng đội ngũ nhân viên nhiều sáng tạo, giữ vững vị thế của mình trên thị trường. Từ lúc phát sóng được 12 kênh chương trình và diện phủ sóng cũng chỉ đáp ứng cho 6 phường tại trung tâm thành phố Nam Định với vài trăm thuê bao sử dụng VTV Cáp Nam Định, nay đã mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ phủ sóng khắp 9 huyện trong tỉnh. Hiện nay các phòng ban chuyên môn
hoạt động tại VTV Cup ngày càng kiện toàn, hoàn thiện bộ máy hoạt động của công ty. Tất cả các phòng ban luôn cố gắng mọi phương diện để đảm bảo tỷ lệ khách hàng được trả lời và hỗ trợ thông tin kịp thời trong thời gian ngắn nhất. Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần VTV Cup Nam Định kết hợp cùng với công nghệ kỹ thuật số hiện đại đã tạo cho VTV Cup Nam Định sức mạnh vượt trội trong suốt 17 năm qua. Đến năm 2019, công ty đã cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ cao cho hơn 50.000 thuê bao, chiếm hơn 70% thị trường cung cấp dịch vụ truyền hình tại tỉnh Nam Định. Kiên định với phương châm hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm, VTV Cup Nam Định luôn ưu tiên tìm hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó chủ động ứng dụng công nghệ mới, đưa ra dịch vụ mới, thiết thực gần gũi với khách hàng. Hiện nay công ty đã triển khai thành công nhiều gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với điều kiện sử dụng của mọi tầng lớp. Kết quả của việc hoạt động không quản khó khăn, phục vụ mọi lúc mọi nơi của đội ngũ nhân viên VTV Cup Nam Định là nụ cười, niềm tin yêu tuyệt đối của khách hàng. Giờ đây, VTV Cup Nam Định đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong đời sống của mỗi người dân Nam Định, từ người già cho tới trẻ em. Từ ngày truyền hình Cup Nam Định thành lập đến nay, qua 17 năm, và đặc biệt là từ thời kỳ gia nhập VTV Cup Việt Nam ấy, thì là một khách hàng, chúng tôi sử dụng truyền hình cáp này rất yên tâm về chất lượng, yên tâm về rất nhiều kênh. Xem truyền hình VTV Cup bởi vì trong truyền hình VTV Cup có những kênh giải trí rất vui nhộn, giúp cháu giải tỏa được những căng thẳng sau giờ học. Ngoài ra VTV Cup còn có những kênh khoa học rất bổ ích, giúp cháu có thể học và hỏi được rất nhiều điều mà trong sách vở không có. Cháu rất vui vì có truyền hình TV Cáp trong kỳ nghỉ hè này. Nói về truyền hình VT Cáp Nam Định thì tôi đã dùng cách đây hơn 10 năm, bắt đầu từ năm 2008. Thì trong quá trình sử dụng cái cáp truyền hình này thì tôi thấy là chất lượng hình ảnh rất là tốt. Và trong quá trình sử dụng thì khi mà gặp những cái sự cố đó thì là chúng tôi điện đến cho công ty thì về nhân viên là các anh đến phục vụ rất là tận tình. Đấy, và nhất là sự cố xảy ra thì các anh đến rất là kịp thời. Thì tôi thấy là truyền hình cáp là so với những cái truyền hình khác thì tôi thấy cũng rất là tốt. Sau hơn 17 năm xây dựng và phát triển, VTV Cup Nam Định đã gặt hái được những giải thưởng lớn do Đảng, Bộ Thông tin Truyền thông và các tổ chức chính quyền trao tặng. Đó là Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng, cờ thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng. Về truyền hình VTV Cup nói chung là về nội dung thì phong phú, hình ảnh sắc nét, đáp ứng được cái sự mong mỏi của toàn bộ cán bộ và nhân dân trong khu vực đây, cho nên là mọi người rất tin tưởng. Chúng tôi thấy rất hài lòng đối với cái công ty và trách nhiệm của anh em trong cái việc phục vụ nhân dân, thực hiện cái truyền hình cáp của chúng tôi vừa qua, cho nên hình ảnh mà chúng tôi xem là nó tương đối là nó rõ ràng và đầy đủ. Chúng tôi rất là phấn khởi và tin tưởng vào cái sự tập trung đầu tư xây dựng của cáp truyền hình Nam Định chúng ta. Tới đây thì gia đình chúng tôi biết là sắp chuẩn bị kỷ niệm 17 năm ngày thành lập VTV Cup Nam Định. Gia đình chúng tôi xin chúc công ty ngày một phát triển vững mạnh và đổi mới. Chúng tôi sẽ luôn luôn gắn bó với truyền hình VTV Cup Nam Định và mãi mãi tin tưởng ở truyền hình. Xin cảm ơn. 17 năm chặng đường xây dựng và phát triển đầy gian nan, VTV Cup Nam Định trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình công nghệ cao tại Nam Định. Nhìn lại chặng đường đã qua, VTV Cup Nam Định tự hào về những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển chung của xã hội. Trong giai đoạn tới, VTV Cup Nam Định định hướng mở rộng nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường bằng các dịch vụ chất lượng hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của quý khách hàng.
VTV Cup Nam Định gắn kết gia đình. Xin lời trân trọng kính mời Diễn Diễn cũng như lời chúc mừng bó hoa tươi thắm đến từ bà Cấn Thị Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Giang. Xin lời trân trọng kính mời bà sẽ cùng trở về với sân khấu có bó hoa tươi thắm cùng chúc mừng. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn và chúc mừng cho quý công ty ạ. Xin cảm ơn tình cảm của bà Cấn Thị Hiếu rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay để có lăng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty VTV Cup Việt Nam sẽ cùng trở về với sân khấu có lãng hoa tươi thắm chúc mừng ạ. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Dương Quang Thái, đại diện công ty truyền thông DQT Hà Nội sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay để có bó hoa tươi thắm chúc mừng. Trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin mời ông Trần Xuân Ngữ ạ, ông sẽ cùng tiếp tục trở lại sân khấu ạ. Và sau đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Huỳnh Tấn Sơn, đại diện cho Hội Nghệ sĩ Nam Định sẽ có bó hoa tươi thắm chúc mừng ạ. Trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Trần Xuân Ngữ sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và khai tiệc. Trân trọng kính mời. Tôi xin mặt thay mặt toàn bộ cán bộ nhân viên rất là cảm kích và cảm ơn tất cả các quý vị khách quý. Đây hôm nay là có tính chất kỷ niệm là nội bộ, cho nên là toàn bộ đây anh em đây là cán bộ công nhân viên và những người khách rất là thân thiết đối với công ty dự cái buổi 17 năm ngày thành lập công ty hôm nay. Chúng tôi thay mặt công ty rất là cảm ơn là toàn thể các quý vị khách quý và cán bộ nhân viên có mặt ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng đã đến giờ, tôi xin kính mời các quý vị chúng ta nâng ly để chúng ta khai tiệc bữa tiệc để chào mừng cho cái 17 ngày năm ngày hôm nay. Tôi xin mời tất cả các vị đại biểu và anh chị em chúng ta đứng dậy. Tôi hô 1, 2, 3 thì chúng ta hô uống để cho nó nhanh. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn đi. 1, 2, 3, uống! Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng cạn ly để cùng chúc mừng cho công ty cổ phần VTV Cup Nam Định luôn luôn phát triển. Và quý vị chúng ta sẽ cùng luôn luôn đồng hành gắn bó với quý công ty trong thời gian sắp tới. Và xin chúc quý quý vị chúng ta sẽ có một bữa tối thật ngon miệng và vui vẻ. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.